Ê mày, mấy em gái ngành xinh xinh mà mày dắt đâu cả rồi? Đi thi hoa hậu cả rồi. Này TVI, tại sao đám cỏ ở chỗ ấy của phụ nữ luôn tươi tốt tùm? Vì chỗ ấy luôn ẩm ướt. Phát hiện, trò chơi cả trẻ con và người lớn đều thích chơi là trò chơi xếp hình. Yêu thì phải trong sáng, phang thì phải trong tối. Chào các bạn, nhớ đăng ký ủng hộ kênh các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.